mấy bạn, thì hôm nay mình sẽ một cái video nho nhỏ, ăn cũng đơn giản thôi, tại vì ở trong nhà có một số vấn đề nên là mình sẽ ra ngồi đây ngồi ăn để cho nó mát, với lại mình ở dưới quê nó cho nên là khung cảnh này các bạn cũng đã thấy rồi. Thì quý khán giả, thì hôm nay kênh Thắng Cò Vlog có thêm một thành viên mới, đó là tên là Trần Nhí, thay cho Thánh Ăn Gà Rừng. Thì Thánh Rừng đi làm lúa ở An Giang rồi quý khán giả, cho nên đây là diễn viên mới. Hôm nay Như Ý sẽ thử thách ăn món bún với thịt vịt. Thử thách ăn nguyên tô bún luôn và thêm hai cái đùi gà nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vào video. Thì các bạn cũng thấy đây là bún và canh chua. Ở đây mình ở dưới quê cho nên là ở ngoài buổi chiều hiện ở ngoài trời rất là mát, cho nên là nó sẽ không có như ở trên xì phố. Nè, đây là bún nè. Thì mình sẽ bún đi lấy cái muỗng chứ. Nè, đây là bún, đây là canh chua thịt vịt. Ở dưới quê mình á thì cái này rất là phổ biến, những món canh chua lộn, lẩu chua như quý khán giả. Tại này diễn viên mới diễn nên chưa được hay, quý khán giả thông cảm nha. Đây là thịt vịt nè. Rồi đó, mình sẽ bắt đầu. Thì ở dưới quê mình á, vào 5 giờ mấy 6 giờ thì người ta cũng nhà nào vô nhà đó rồi, không có kiểu như là đi qua thì sớm chơi như hồi đoàn nữa. Là bún. Món này thì nó cũng giống như là các món lẩu bình thường thôi, nó cũng có vị chua mặn ngọt đó. Thịt này là do thịt vịt ở dưới quê nên nuôi thì nó sẽ rất là dai hơn. Nè, đây là bún. Cái này mình hồi chiều do nhà mình có tiệc cho nên là mình có làm cái lẩu xương xương đó mấy bạn. Nè, đây là thịt gà. Cái này là do nhà vườn á, gà vườn nó rất là dai, nó không giống như là gà công nghiệp như ở ngoài chợ bán. Mùi vị nó cũng giống như mấy cái món mà ở ngoài chợ bán vậy đó. Không, mà họ không có nói gì tới món này, người ta cũng có biết rồi, mình chỉ coi cái cách diễn thôi. Trời ơi, con kể câu chuyện ở quê đi cho nó người ta nó không á. Rồi, ok. Rồi, thì ở dưới quê mình á, vào buổi chiều này thì nó gió rất là mát. Ở nhà mình cũng ở gần đồng á, không có nhiều nhà lắm cho nên là mặn nhà nào mới chơi. Nhưng mà để một mái thôi, tại vì ấy không sao. Thì ở đồng không à, đồng gió rồi á, cũng có gắn liền nhiều tuổi thơ cũng dữ dội. Mình mới đi học về cho nên là cũng quay luôn chứ chưa có ăn uống gì hết trơn. Nè, này là gao. Nhà mình thì ở trong cắt xa trường lắm, không có gần trường. Đi học chạy cũng phải nửa tiếng hoặc là 15 phút mới tới trường. Mà như phần đường thì nó vắng nên phải đi học về sớm thì trễ mà không dám vô. Nay đi học về sớm á cho nên là mới quay clip thôi, chứ thường ngày đi học vào 7-8 giờ mới về. Bún. Thì ở dưới quê mình các bạn thấy rồi đó, mình đang quay ở bên hông nhà cho nên là cảnh nó cũng hiu hắt lắm, nó ít người. Với lại thì ở xung quanh nó đây toàn là đồng nhiều hơn là nhà. Nhà mình thì ở cách xa trường học lắm cho nên là chạy vào đây cũng xa.
ở trong đó cũng có nhà ở nữa cho nên xe chạy cũng thường xuyên mà hiu lắm, hắt lắm. Nó bị gãy cái giò rồi cho nên là mới lấy cái bàn này. Mà cái bàn này thường là gia đình ở dưới quê người ta sẽ, ở trên thì bớt người ta sẽ bỏ rồi người ta sẽ không xài luôn, ở dưới quê thì nó khác. Ở quê là người ta lấy là người ta có thể thay đổi lại, ví dụ như cái này rất đúng không? Thì người ta cắt cái này luôn, người ta đóng lại cái cây khác, trải thêm cái bàn nữa là được rồi. Ăn gì ăn thấy gì nè, đùa gà lần hai lo nói chuyện không mà nha, chưa hết nữa. Má nó cay. Nói ngon. Nói ngon, mấy bạn ơi biết đi học về đói không? Ăn gì cũng ngon hết trơn. Cái này là rau nè, gồm ở đây thì có rau muống nè, quế nè, thịt vịt nè, cái này là gì, này rau gì chứ, ở này là giò, này là rau, này là thịt vịt, cái này cũng là thịt vịt luôn. Thì tối Quyên Dạ ơi, mày quay dễ quá. Thì mấy bạn cũng thấy đó, mình quay giờ khoảng chừng chiều rồi cũng 6 giờ mấy, 9 giờ, 6 giờ mấy rồi cho nên là khung cảnh nó cũng xuống đen tối dần rồi. Cho nên là mình không có được ăn được nhiều nữa, không có nói chuyện với mấy bạn nhiều. Cho nên là hẹn mấy bạn là đợi mình vào một cái clip sau mình sẽ ăn cái món mà có thể cho review các món hăng quen ở dưới đồng quê cho các bạn biết. Bye bye.